Trần Vũ thành công vào truyền tống trận, sau đó được truyền tống tới trà lâu làm hòa tình. Bên trong vô cùng náo nhiệt, có rượu uống, có mỹ nhân gầy đàn nhảy múa. Tần Vũ không dùng thủ đoạn ngoại tràng nữa mà biến trở lại dáng bình thường, còn lấy cái tên giả là Tập Xương Công Tử. Đồng thời, phân phó cho tên người hầu đi trao đổi cực phẩm nguyên linh thạch, tặng cho gã ta một viên làm thù lao khiến gã mừng như điên. Đột nhiên hai vị khách ở bàn bên cạnh thảo luận sôi nổi, bọn họ đang tò mò chuyện giao dịch. Không biết là Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế lần này giao dịch bảo vật gì. Vậy nhưng có thể khiến hai thế lực đỉnh cấp của tiền ma giới xem trọng thì tối thiểu cũng là thần khí. Trong số khách ngồi ở đây có một kẻ được gọi là Liệt Trảo Ma Đế. Hắn và đồng bọn đang âm mưu cướp đoạt bảo vật. Trước tiên sẽ chờ cho các cao thủ động thủ trước, rồi thời dịp loạn để ra tay. Tần Vũ dùng tinh thần lực để dò xét, phát hiện xung quanh có khá nhiều cao thủ đang che giấu thực lực. Rất nhanh giờ lành cũng tới, bảo vật được mang tới Hỏa Vân Lâu. Đám cao thủ và Tần Vũ lập tức rời đi, đích đến của bọn họ chính là tòa lâu kia. Để đảm bảo an toàn thì Hỏa Vân Lâu đóng cửa không tiếp khách, còn dựng ra một lớp kết giới bảo vệ. Các cao thủ nhanh chóng tề tựu đầy đủ ở bên ngoài. Trong số những người đến đây tham dự thì có một tiểu cô nương tên là Khương Nghiên, sư muội của Quân Lạc Vũ. Có vẻ như nàng ta đang có tình cảm với vị sư huynh này, vậy nhưng đối phương lại không mảy may tới. Tần Vũ cảm thấy nàng rất giống với Khương Lập nên tiến lại nhắc nhở, nơi này là nơi thị phi, tiểu cô nương vẫn nên rời đi sớm thì hơn. Vậy nhưng Khương Nghiên lại tỏ vẻ khó chịu với những lời đó. Một vài người không chờ được nữa liền động thủ tung công kích về phía kết giới. Nhân cơ hội kết giới không ổn định, bọn chúng lập tức xông vào trong. Tần Vũ và những người trong từ lâu vẫn còn đứng ở bên ngoài quan sát, cứ để cho mấy tên kia đi thăm dò trước đã. Sau một hồi động thủ thì cũng có động tĩnh, bọn họ cố gắng thoát ra ngoài, vừa kịp thông báo đây là cạm bẫy thì đã bị đưa xuống đất mẹ. Hung thủ làm chuyện này là Chi Bạch và Huyết Ý Lãnh, bọn chúng muốn kiểm tra thân phận của những người ở đây. Lời vừa dứt liền khiến cho Liệt Trảo Ma Đế tức giận, gã giơ tay chỉ trích rồi bộc phát lực lượng xông lên tấn công. Huyết Ý Lãnh lập tức vẫy tay ngăn cản, hóa xui cho Liệt Trảo Ma Đế còn chưa kịp thể hiện bất cứ cái gì thì đã bị mang về đất mẹ. Sau đó Huyết Ý Lãnh lại tiếp tục uy hiếp, người không chịu phối hợp thì giết chết không cần luận tội. Chi Bạch cũng tiếp lời bằng cách tung một chiều thẳng mặt tên thiếu niên gọi là Bích Sao Đồng Tử. Tên kia nhanh chóng rút vũ khí ngăn cản, vậy nhưng lập tức bị đẩy lùi. Chỉ với một chiều tiện tay đã khiến cho gã ta bị thương nặng, sau đó thì cũng bị Huyết Ý Lãnh dứt điểm giết chết. Bởi chúng lại uy hiếp, giao dịch giữa hai vị trí tôn mà loại đạo trích giang hồ này dám cả gan ngấp nghé. Những kẻ có lòng dạ khó lường này, hôm nay một tên cũng không chạy thoát. Dứt lời liền lao lên tấn công. Được biết, Chi Bạch là kẻ đứng đầu 18 vị tiền đế dưới trướng Vũ Hoàng, thực lực kiếm tiền cấp 7. Còn Huyết Ý Lãnh thì là người đứng thứ hai Huyết Ma Ma Đạo, gần với Huyết Ma Đế, thực lực Ma Đế cấp 7. Một mình Chi Bạch giao thủ với cặp đôi nam nữ Huyền Hoàng Song Kiếm, bọn họ từng lập lời thề sống chết cùng nhau. Hôm nay, Chi Bạch muốn thanh toàn cho bọn họ. Khá đánh ra một kích cực kỳ mạnh, Huyền Hoàng Song Kiếm lập tức giơ kiếm ngăn cản, vậy nhưng không phải đối thủ nên nhanh chóng bị chèn ép. Khá ta vẫy tay phóng ra thêm một trường lực nữa. Người nam nhân đành phải đẩy thế tử của mình ra xa, còn bản thân hắn thì liều chết ngăn cản, thành công đổi mạng của mình cho thế tử. Tần Vũ tiến nhập vào bên trong Thành Vũ Tiên Phủ, coi ra khôi lỗi, quyết định tiêu hao 9 viên cực phẩm nguyên linh thạch để gia tăng thực lực, sau đó dung nhập tinh thần lực vào khôi lỗi để điều khiển nó. Nữ tử tuy thoát được một mạng trước mắt, và những đoạn đường phía trước đã bị chặn lại, bây giờ phu quân không còn nữa nên nàng ta chủ động lao lên báo thù. Tên kia thế phải liền muốn thanh toàn cho nàng, vậy nhưng đúng lúc đó Tần Vũ đã động thủ. Cậu chủ động lao tới kéo nữ tử xuống dưới, còn bản thân thì trực tiếp ngăn cản công kích. Tuy nhiên, uy lực của tên kia lại quá mạnh. Nam chính hoàn toàn bị đẩy lùi và nằm sấp mặt. Không ngờ rằng chỉ giao thủ một chiều đã khiến kiếm tiền khôi lỗi bị thương. Nếu như bản thể của cậu chịu một đòn này thì e rằng đã mất mạng rồi. Ở trên tuyến khác, Huyết Ý Lãnh thì đối mặt với Quân Lạc Vũ và vị tiểu sư muội này. Khá tò mò hỏi thầm, vị tiểu cô nương bên cạnh là tình nhân mới của hắn phải không? Khương Nghiên phủ nhận, nói bậy bạ gì thế? Huyết Ý Lãnh liền tỏ thái độ, nếu đã không phải, vậy thì giết chết nàng chắc là Quân Lạc Vũ sẽ không để ý đâu. Dứt lời liền đánh về phía nàng ta một công kích. Quân Lạc Vũ nhanh chóng ngăn cản rồi tấn công ngược lại đối thủ. Huyết Ý Lãnh tự tin cho rằng với tu vi của hắn sẽ không thể làm mình bị thương. Vậy nhưng hắn ta vẫn không lùi bước, liên tục phun kiếm tấn công. Điều này làm cho Huyết Ý Lãnh càng thêm tức giận. Mình đã không muốn đánh nhau với đối phương rồi, vậy mà tên này còn được đà lấn tới. Quân Lạc Vũ cho biết, mục đích hôm nay mình đến đây chính là vì phá hỏng chuyện tốt của Huyết Thiên Nhai, cho nên có động thủ hay không thì là chuyện của gã. Huyết Ý Lãnh triệt để bị chọc giận, xem ra phải dạy cho tên kia một trận rồi. Chi Bạch đột nhiên xuất hiện vùng một kiếm thẳng mặt Quân Lạc Vũ. Ngân Vũ nhanh như chớp có mặt ngăn cản giúp hắn ta một chiều. Điều này khiến Chi Bạch vô cùng bất ngờ vì cậu lại có thể cản được hai lần công kích của hắn.
Tần Vũ nhanh chóng bỏ chạy, Huyết Y Lãnh lập tức truy đuổi. Quân Lạc Vũ cũng chạy theo, vậy nhưng nửa đường bị Chi Bạch chặn lại. Hai người này giao thủ kịch liệt, Chi Bạch liên tục tung chiêu, vậy nhưng hoàn toàn không làm gì được Quân Lạc Vũ. Thì ra là trên tay hắn nắm giữ thần khí truyền không. Không chịu bỏ cuộc, gã ta tiếp tục ngưng chiêu phóng xuống vô số kiếm ảnh. Hứng Trần mở kiếm vào mặt, Quân Lạc Vũ cũng bị thương, biết tình thế không ổn nên hắn lập tức quay xe. Ở chiến tuyến còn lại, Huyết Y Bạch vừa đuổi theo vừa tung chiêu tấn công nam chính kịch liệt. Vừa chạy được một hồi thì hắn ta đã bất thình lình có mặt ở phía trước chặn đường. Hắn khen ngợi tốc độ của cậu không tồi, vậy nhưng muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn là điều không thể. Lời vừa mới dứt liền động thủ, Tần Vũ nhanh chóng bị ăn một kích chí mạng xuyên qua ngực. Nếu không có Hắc Ngưng Tuyết thì sợ rằng lúc này đã mất mạng rồi. Cậu cố gắng gượng dậy, điều này làm cho Huyết Y Bạch càng thêm tức giận. Đây đúng là ngoan cố chịu chết mà. Gã ta lần nữa tung chiêu bao vây nam chính lại, các luồng lực lượng chậm rãi truyền vào trong cơ thể cậu. Chiêu thức này giống với chiêu của tên Quách Nô, vì đã có kinh nghiệm nên cậu đã có thể hóa giải. Điều này làm cho Huyết Y Bạch bất ngờ tột cùng, không ngờ kẻ này lại có thể phá bí pháp ma đạo phệ hồn của hắn. Tần Vũ mỉa mai ngược lại, ma đạo quả nhiên là tà pháp giống nhau, cậu cũng thú nhận rằng mình đã làm thịt tên Quách Nô rồi. Thì sao Huyết Y Bạch lại chính là sư phụ của gã ta? Đệ tử bị giết chết, hắn liền điên tiết ngưng tụ chiêu thức định làm thịt nam chính. Tần Vũ nhanh nhẹn tránh né rồi quay xe bỏ chạy. Tên kia cũng đuổi theo, hai người giằng nhau kịch liệt. Vậy nhưng càng đánh thì Tần Vũ càng rơi xuống thế yếu. Chứng kiến sự hỗn loạn này, Khương Nghiên liền sử dụng bí pháp để quay về. Nàng đến tìm người ca ca của mình là Vô Danh để cầu sự giúp đỡ. Vô Danh từ chối, nếu như chuyện mà người muội muội này không giải quyết được, thì hắn e rằng cũng khó làm gì được. Khương Nghiên tiếp tục cầu xin, vậy nhưng Vô Danh vẫn tiếp tục khước từ. Hiển nhiên là hắn đã biết chuyện Quân Lạc Vũ chủ động đi khiêu khích Huyết Y Lãnh và Chi Bạch. Trên tay Quân Lạc Vũ có thần khí truyền không, cho dù là giờ này cũng có thể thoát khỏi chiến trường mà. Hơn nữa, phía sau của hai kẻ kia còn có Huyết Ma Đế và Vũ Hoàng. Nàng kêu hắn ra tay không phải là để hắn đồng thời đắc tội hai thế lực lớn sau. Khương Nghiên vừa định từ bỏ thì lại nhớ tới Tần Vũ, nàng đem chuyện cậu ta có quan hệ rất lớn với Vạn Thú Phổ cho Vô Danh biết. Hắn ta vừa nghe tới Vạn Thú Phổ liền quay lại hỏi thầm, bộ dạng rất khẩn trương. Khương Nghiên cho biết bản thân nàng cũng không quá rõ. Lão lão từng nhắc tới người nắm giữ Vạn Thú Phổ có cơ duyên không cạn. Cho dù Quân Lạc Vũ có thể miễn cưỡng chạy thoát thì cũng không có bản lĩnh đó. Vô Danh nghe vậy liền quyết định sẽ ra mặt trợ giúp. Tại chiến trường, Tần Vũ đang bị Huyết Y Lãnh chèn ép, công kích giáng tới như mưa. Đúng lúc sắp ban hành ngập mồm thì Vô Danh cũng động thủ. Hắn thả xuống bên dưới một giọt nước từ trong hồ lô của mình. Một giọt nước hóa giải cả một chiêu thức của Huyết Y Lãnh, cứu cho Tần Vũ một mạng. Đúng lúc trận chiến đang trong giai đoạn cao trào thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé!